Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Lộc sẽ quay Am An Lộc ở Diên Khánh, Khánh Hồ. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc và theo dõi những video tiếp theo nha. Đây là cổng Am An Lộc này mọi người. Thì hôm nay là ngày cúng mọi người nên am treo cờ rất là nhiều luôn. Đây là cái đường đi vô này mọi người. Đây Lộc quay cho mọi người xem. Đây là cái đường đi vô này. Đường đi vô Am An Lộc mọi người. Thì Am An Lộc là ở Diên Khánh nha mọi người. Rồi, bây giờ thì Lộc sẽ đi vô bên trong chính điện nơi thờ mẫu để Lộc quay cho mọi người xem. Thì am chuẩn bị cúng mọi người nên treo cờ rất là nhiều luôn. Thì mọi người ngày thường đến thì am lúc nào cũng mở cửa nha. Thì am này cũng có từ rất là lâu mọi người à. Chắc này cũng khoảng 100 mấy đến 200 năm á. Thế Lộc vô quay phía trong. Lộc có xin ông chú ở chỗ am á nên để Lộc quay video mọi người. Để Lộc vô bên trong, quay bên trong cho mọi người xem. Đây là bên trong mọi người. Thì phía trước có thờ tượng Mỹ Quan Quan Âm. Đây là phía trước nè mọi người. Đây là tượng Mỹ Quan Âm. Rồi quay rõ cho mọi người xem. Đây là tượng Mỹ Quan Âm nè mọi người. Phía trước am mới làm lại rất là đẹp luôn. Thì bên đây có thờ miếu thờ rất là nhiều ngựa mọi người. Đây là cái miếu này thờ Trạng mọi người. Đây nè, thờ rất là nhiều ngựa luôn. Mọi người thấy không? Thờ rất là nhiều ngựa luôn. Rồi, đó Lộc qua đi vô bên trong nơi thờ mẫu, Lộc sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đây là bên trong nè mọi người. Đã lập vô bên trong mẫu luôn. Thì am chuẩn bị cúng nên treo cờ rất là nhiều luôn nè mọi người. Thì ở bên đây thì có thờ miếu ông hổ. Đây là miếu ông hổ nè mọi người. Đây là miếu của ông hổ. Đây là miếu ông hổ nè mọi người. Đã được quay xét miếu ông hổ cho mọi người xem. Thì ông hổ ông ăn phơi lan với lại uống nước nè. Rồi đã lập lui quay bên đây, quay phía trước. Đây là phía trước am nè mọi người. Rất là mát luôn. Thì ở bên đây thì có thờ tượng Mỹ Năm Mỹ nè mọi người. Đây là thờ tượng Năm Mỹ. Đây là tượng Năm Mỹ nè mọi người. Thờ rất là trang nghiêm và đẹp luôn. Thì miếu Năm Mỹ cũng mới vừa làm chắc nay khoảng 2 năm á mọi người. Thì am An Lộc thì có từ rất là lâu rồi nên am An Lộc rất là rinh linh luôn nha mọi người. Rồi đã Lộc vô bên trong mẫu, Lộc quay phía trong mẫu cho mọi người xem. Đây là bên trong chính điện thờ mẫu nè mọi người. Đã Lộc sẽ quay từ phía trước Lộc quay vô. Mọi người thấy thờ mà bên trong thờ mẫu nè. Đây là mẫu Thiên Y Anna nha mọi người. Bên đây thì có thờ Ngài Quan Thánh. Đây là Ngài Quan Thánh nè mọi người. Thì am thì cũng có từ rất là lâu rồi nên rất là linh luôn. Nên Lộc quay mọi người ở gần xe thì để biến
biết đến cái am này nè mọi người. Am bè rất là linh luôn. Thì bên đây là phía trong chính điện là thờ mẫu nè mọi người. Thì nãy Lộc có vô xin mẫu đó, Lộc quay video rồi mọi người. Đây là mẫu. Còn hai bên là cô cậu, là con của mẫu nha mọi người. Thì gần tới ngày cúng mọi người nên đơm hoa về trái cây để dâng lên cho mẫu rất là nhiều luôn. Thì ở phía trước đây thì có thờ Mẹ Di Trì Địa Mẫu. Đây là Mẹ Di Trì Địa Mẫu nè mọi người. Đây là những bên đao đỡ chỗ nơi thờ bè mọi người. Bên đây là cô nè mọi người. Đây là quay hết trong khung cảnh ở bên trong thờ mẫu cho mọi người xem. Đó là quay sát luôn nha. Thì đơm rất là nhiều trái cây để cúng mẫu luôn. Thờ rất là trang nghiêm luôn nha mọi người. Đây là Thánh Mẫu Thiên Y Anna nè mọi người. Lộc quay để cho mọi người biết đến cái am An Lộc. Thì ngày thường thì am lúc nào cũng mở cửa mọi người. Mọi người đến lạy mẫu thì ở ông chú làm ở làm từ mọi người nên chú ngày nào cũng mở cửa. Bên trong rất là đẹp luôn. Rồi để Lộc quay bên đây, Lộc quay bên đây. Thì bên đây thì có thờ Mỹ Chúa Tiên. Đây là tượng Mỹ Chúa Tiên nè mọi người. Thì ở bên đây thì thờ có chữ không à, nên Lộc không biết thờ ai. Đây là quay bên trong ao để cho mọi người xem rõ hơn. Thờ rất là trang nghiêm luôn mọi người. Am này cũng rất có từ rất là lâu luôn mọi người. Nên am rất là cổ luôn. Đây này mọi người thấy cây rồi rất là lâu luôn rồi nè. Có từ rất là lâu luôn rồi. Thờ hô rất là nhiều luôn. Nay thì gần tới ngày cúng á mọi người nên thờ rất là nhiều đỡ cúng dâng cho mẫu mọi người à. Lộc quay lại một lần nữa phía trong chánh điện nơi thờ mẫu cho mọi người xem luôn. Đây là mẫu nè mọi người. Hai bên là cô cậu, là con của mẫu mọi người. Đó, nơi đây Lộc quay cho mọi người biết đến Am An Lộc ở Diên Khánh Khánh Hồ nha mọi người. Thì mọi người ở xe gần thì nên biết đến am này. Thì mọi người có ghé đến Diên Khánh thì nên đến Am An Lộc để thắp nhang cho mẫu nha mọi người. Rồi đó, lập lua ra hoài, lập quay ở phía hoài rồi. Nữa là cho mọi người xem luôn. Thì ở bên trong thì chỉ có thờ tượng mẫu thôi mọi người. Ở dưới bè đây thì tối là ông chú ở làm từ mà ông đi kinh mọi người. Đây là thùng công đức. Mọi người thấy không? Am rất là linh luôn nha mọi người. Đây là bên trong chính điện nơi thờ mẫu. Thì ở bên đây thì thờ những người quá cố mọi người. Thì vẫn thờ trong am luôn. Thì đây có
cái chuông để ngày cúng mọi người, nên gõ chuông này. Rồi đó, Lộc lui ra phía bên ngoài, Lộc quay phía bên ngoài cho mọi người xem. Đây là phía bên ngoài nè, nó quay vô luôn nè cho mọi người xem. Bên trong chánh điện nơi thờ mẫu, mọi người thấy không? Nhưng mà am này cũng rất là mát luôn. Đây là cảnh phía phía trước am này mọi người. Thì phía trước là có thờ tượng Mỹ Quan Âm đó mọi người. Nói chung là am này cũng làm được vòm mà cũng mát lắm mọi người. Đó là quay lại cái miếu Năm Bè lần nữa để cho mọi người xem. Đây là miếu Năm Bè nè mọi người. Mọi người thấy miếu Năm Bè không? Thờ rất là trang nghiêm luôn. Lộc cũng xin kết thúc video để Lộc đi về. Chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người những video sau. Chào tất cả mọi người nha.